Lucy xin phép được nói tiếp về vụ thảm sát sư cô Liên Thi cách đây 11 năm tại tỉnh xá Từ Quang. Thì quý khán giả, quý vị theo dõi đều biết là cái vụ án này đã quên lãng rồi. 11 năm trước, cảnh sát police Mỹ và báo chí người Việt đều đưa tin lên, nhưng mà hầu như đã quên lãng, không ai nhớ hết. Thì bỗng dưng Thúy Nga và Kim Ngân đến tỉnh xá, rồi Lucy mới xem phim Ngân Nga đó, mới muốn search lên Google, search lên cái địa chỉ của tỉnh xá Từ Quang để qua Mỹ viếng tỉnh xá và thăm sư cô Xuân Liên, vì thấy sư cô Xuân Liên nuôi dưỡng mấy người già đó. Thì Lucy rất là xúc động và cho chị Kim Ngân ở chùa. Lucy rất là xúc động khi mà cái tập phim mà chị Kim Ngân được ngủ lại tỉnh xá đó, sau bao nhiêu năm, 30 năm ngủ ở màn trời chiếu đất và khách sạn ngàn sao, thì chỉ được vô tỉnh xá ngủ một căn phòng rất là ấm áp. Nhưng mà thật kỳ lạ, thì ngủ được một hai hôm đầu thì chị đã muốn rời khỏi ngay lập tức, dù Thúy Nga năn nỉ cách mấy và muốn ngủ lại với chị Kim Ngân cũng không chịu, một hai là phải rời khỏi tỉnh xá. Thì khi mà mình search lên đó, cái Google để tìm cái địa chỉ đó để qua Mỹ á, viếng tỉnh xá, vì mình cái lúc này thì bên Mỹ cũng đã hết dịch COVID rồi, thì bỗng nhiên Lucy không có thấy ra cái địa chỉ mà lại thấy một bài báo viết về vụ án. Thì Lucy tin là về tâm linh đó, đến giờ phút này, đến từng tuổi này, Lucy tin là trong đời sống của chúng ta có một cái gì đó gọi là tâm linh, thế giới tâm linh nha quý vị. Và đời sống tâm linh là có thật hoàn toàn. Lucy sống sát gần sát 50 tuổi rồi, Lucy đã chứng kiến rất nhiều cái việc mà nói về tâm linh, hoặc là giống như những cái linh hồn mà chết oan ức có sẽ bằng cách này hay cách khác báo mộng cho những người mà họ tin tưởng, họ biết được là người này sẽ làm sáng tỏ mọi việc, như là họ dẫn dắt Thúy Nga, giống như là Nico Liên Thi đã về báo mộng cho Thúy Nga khi mà Thúy Nga ngủ mơ thấy một sư cô đó, rồi Thúy Nga lại được đưa Kim Ngân đến tỉnh xá Từ Quang. Rồi lúc đó bắt đầu Lucy mới đọc được cái bài báo về cái vụ án mạng giết người đó, và sau này bắt đầu YouTuber ở bên Mỹ mới lục lại hồ sơ về cái vụ mà giết người cách đây 11 năm đã bị trôi vào quên lãng, và kẻ thủ ác đã ung dung tự tại ngoài đời. Thì bắt đầu mọi người mới từ cái băng mà ghi âm nói xấu được cuộc trò chuyện của sư cô Xuân Liên nói xấu về Thúy Nga đó, thì mọi việc mới phơi bày tỉnh xá và Nico Xuân Liên có bí ẩn gì đây, mà sao một người tu hành lại dính vào chuyện đời nhiều quá và lại đi dèm pha một người khác như vậy. Rồi tất cả quý vị khán giả cũng đã biết được bây giờ tất cả YouTuber trên toàn thế giới và FBI của Mỹ đã vào cuộc để mà lật lại vụ án và tìm ra hung thủ, để linh hồn Nico Liên Thi được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kẻ thủ ác đã dần lộ diện. Rồi ông Lưu Hồng Hà thì cáo chạy xa bay, đã trốn không một lời từ giả đến gia cầm, trốn chạy và không mua nhà cho ca sĩ Kim Ngân. Cái tình tiết mới nhất Lucy sẽ đưa đến cho quý vị nhanh nhất và chính xác nhất, cũng như vài tuần trước, kể cả những tháng trước, Lucy đều nói những cái thông tin chính xác nhất, đến gần đến 99% khi mà Lucy viết những cái tiêu đề. Quý vị có thể nhìn lại những cái tiêu đề, những cái clip dù rất là ngắn ngủi của Lucy, nhưng đều viết ra đoán được trước hết những việc sắp xảy ra và sẽ xảy ra, và hiện tại đúng y như vậy. Kẻ thủ ác đã lộ diện và ông Lưu Hồng Hà đã chạy trốn và buông trách nhiệm khi mà nổ banh nhà lòng là đã đặt cọc mua nhà cho chị Kim Ngân. Nhưng mà khi mà những cái khán giả Mạnh Thường Quân quay lưng á, thì ông
những người trá danh đội lốt thầy tu và lấy cửa chùa làm những tội ác tày trời. Chúng ta phải đứng lên để vạch họ ra ánh sáng và trả lại công bằng cho xã hội cũng như trả lại công bằng cho cái chết oan ức của Nico, sư cô quá cố Liên Thi. Xin hết, và Lucy sẽ đưa những cái thông tin mới nhất đến quý vị sớm nhất.